Hey yo, chào các bạn và chào các bạn đã quay trở lại video mới này của mình. Và trước khi bắt đầu vào cái phần chính của cái video này thì mình muốn show cho mọi người một cái rất là mới. Nhưng mà thực ra là mình nghĩ là mình đã show cho mọi người từ bắt đầu cái lúc video rồi. Đó chính là kiểu tóc này của mình. Thì các bạn có thể thấy là mình đang để cái kiểu tóc đó chính là cái kiểu short squiff. Thì mình đã cắt short squiff được khoảng 2 tuần rồi. Và các bạn thấy kiểu tóc này đẹp hoặc là cái kiểu tóc pompadour trước của mình thì các bạn hãy comment ở bên phía dưới cho mình biết. Và như cái tiêu đề video của ngày hôm nay thì mình sẽ recommend cho mọi người một số cái bộ outfit để các bạn có thể tham khảo và mặc nó vào mùa hè sắp tới. Nhắc đến những cái outfit về mùa hè thì chúng ta không thể nào mà không nhắc tới những cái item đơn giản như là những chiếc quần Harry short, những chiếc áo oversize tee hoặc là những chiếc áo t-shirt mà có cái hình ở đằng trước ngực này. Nó sẽ tạo một cái gì đó nó thoải mái và nó mát hơn cho các bạn. Và nhân tiện đây thì nhắc về chiếc quần Harry short thì mình sẽ unboxing cho mọi người một chiếc quần short Harem Shop của Manos Floor. Và bây giờ thì mình sẽ unboxing cho mọi người và giới thiệu cho mọi người về chiếc quần này. Quần Harem short này thì thường được ưa chuộng hơn những cái quần short bình thường bởi vì là đầu tiên phải nói đến nó chính là cái độ rộng của nó. Về cái độ rộng size của chiếc quần này thì nó thường nó sẽ rộng hơn khoảng tầm 0,5 đến 1 cm so với cái chiếc quần short bình thường. Và đặc điểm của nó là có một cái đũng quần nó khá là rộng. Điều này thì để cho các bạn có thể là chạy nhảy này, ngồi lên người xuống, đứng lên người xuống là làm những cái hoạt động thể thao rất là mạnh và nó không hề bung cái chiếc quần này ra, bung cái đũng chiếc quần này ra và nó vẫn rất là thoải mái. Bởi vì cái chất ở trên chiếc Harem short của Manclo này là nó được làm bằng 100% cốt tông và nó không hề có hiện tượng xù lông khi mà các bạn giặt lên. Ở đây thì mình sẽ có một cái detail đó chính là một cái đo string khá là dài. Cái đo string này thì mà các bạn mặc vào thì nó thường nó sẽ đến khoảng đầu gối của các bạn. Phần đầu quần chiếc quần short ở bên tay trái thì mình có trang trí thêm hai cái detail đó chính là hai cái tag của nó. Về cái tag này đó là cái tag chuẩn của cái Manclo và ở bên này sẽ là một cái tag cũng là tác của Manclo nhưng mà nó được đặt ngược để tạo lên một cái điểm nhấn hơn so với những cái chiếc quần khác ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì ở hai phần của chiếc quần này thì các bạn sẽ có thêm được một cái túi để các bạn có thể được đồ khá là thoải mái ở đây. Và mặt sau của nó thì sẽ có thêm hai chiếc túi. Hai chiếc túi này các bạn có thể là đựng được đồ khá là nhiều bởi vì là cái túi nó rất là to và nó sẽ có thêm được một cái miếng dán để các bạn có thể là không bị rơi đồ khi mà các bạn cho vào đây ấy. Các bạn có thể cho đồ rất là nhiều vào cái túi mặt sau này. Và chi tiết hơn về chiếc quần Harem short này thì các bạn có thể là click vào phần mô tả bên phía dưới, mình sẽ để link ở đó để các bạn có thể tham khảo thêm về chiếc quần Harem short này. Và bây giờ thì mình sẽ recommend cho mọi người về cái quan điểm cá nhân của mình về những cái outfit mà mình sẽ mặc trong cái mùa hè sắp tới. Outfit đầu tiên này sẽ là một cái outfit về chiếc quần Harem short và một chiếc áo long tee. Thì ở đây mình sẽ mặc một chiếc áo long tee của Feel God và Passion. Thì đây là một cái bản collab essential mà nó có một cái giá nó khá là hợp lý mà các bạn có thể thử với cái chiếc áo này. Thì cái chiếc áo này thì nó đã có một cái màu, nó gọi là một cái màu rêu kem. Nó không rêu gắt, rêu xanh xanh, rêu gắt như cái màu rêu kiểu bộ đội, mà nó là một cái màu rêu nó thiên hướng sáo một chút. Và mình đặt tên cho cái màu này đó chính là một cái màu rêu kem. Về phần tà của cái chiếc áo long tee này thì nó có một phần tà sẽ cắt như này. Và vì cái phần tà này nó sẽ là một cái điểm nhấn khá là tốt cho cái bộ outfit này. Và tiếp theo thì mình sẽ mặc một cái quần Harem short màu xám. Thì cái quần này nó là một cái bản demo của Manos Floor mà mình đang thử nghiệm nó để có thể là mình sẽ phát hành bán cho mọi người. Và đây là một chiếc quần màu xám nhưng mà cái màu xám này á, đó là một cái màu xám sáng. Và chính vì vậy nên là mình đã chọn cái chiếc áo này bởi vì là một cái tông màu sáng khi mà các bạn mặc lên thì nó không bị đối nghịch nhau về cái màu sắc. Tiếp theo sẽ là một cái món phụ kiện mà mình thấy là nó khá là cần thiết vào mùa hè,
đó chính là một cái lanyard. Thì ở đây mình sử dụng một cái lanyard của Toby Streetwear mà mình được tặng. Thì các bạn hỏi là tại sao lại đeo cái lanyard này, mặc dù là nó chỉ là một cái đơn giản là một cái dây đeo bình thường. Nhưng mà các bạn đi mình đi, các bạn muốn cái outfit đơn giản, cái outfit basic ấy, mà các bạn không hề có những cái gì nó gọi là tạo điểm nhấn hơn cho cái bộ outfit đấy, thì các bạn hãy đeo một cái lanyard vào và những cái outfit của bạn nó thực sự sẽ khá là đẹp hơn rất là nhiều. Các bạn có thể đeo cái này không, hoặc là có thể thêm một con beer brick hoặc là một cái móc chìa khóa bình thường thì nhìn nó thực sự rất là đẹp. Cuối cùng là mình sẽ đi một đôi giày, đó chính là một cái đôi Van Vogt Checkerboard. Thì cái đôi này thì mình cũng đã mua từ khá là lâu rồi, các bạn cũng đã biết. Và cái đôi giày này mình nghĩ là một cái đôi giày cơ bản, một cái đôi giày essential, các bạn có thể phối được với tất cả những bộ outfit mà các bạn muốn. Ngoài ra các bạn có thêm một số cái phụ kiện khác như là tai nghe, kính mắt hoặc là vòng tay thì bạn có thể sử dụng nó, bởi vì là nó không hề thừa đâu, các bạn yên tâm. Thực ra là cái outfit này mình cũng đã mặc rồi, và chính vì vậy nên mình mới recommend cho mọi người, vì là mình thấy cái outfit này nó khá là đẹp. Tiếp theo sẽ là một cái outfit mà nó cũng liên quan đến một cái quần short. Đó chính là một chiếc quần high-end short mà mình đã vừa review cho mọi người. Thì ở đây mình sẽ mặc một chiếc quần high-end short này với cả một chiếc áo tank top layer màu xám. Và hơi xin lỗi mọi người một chút là mình đã mang cái áo layer xám đi giặt và nó không có ở đây để show cho mọi người. Nhưng mà tuy nhiên là mình sẽ để ảnh ở bên cạnh để các bạn có thể là hình dung ra được nó sẽ như nào. Và tiếp theo thì mình sẽ mặc một cái t-shirt mà nó có cái hình ở đằng trước này. Và tiếp theo một cái món phụ kiện mà mình sẽ thêm đó chính là một cái khăn bandana màu đỏ. Và vì cái khăn này thì tại sao các bạn lại nghĩ là mình chọn cái khăn màu đỏ, bởi vì là các bạn có thể thấy là cái áo hình của mình á, nó là một cái áo hình màu đỏ, nó có một cái họa tiết đỏ, cho nên là mình sẽ thêm một cái khăn này vào để nó đồng màu hơn so với cái áo t-shirt kia của mình. Và cuối cùng thì mình sẽ đi một cái đôi giày màu xám. Thì ở đây mình sẽ đi cái đôi GG 700 Wave Runner này của mình, và mình sẽ đi đôi nó bởi vì là cái layer của mình đã là màu xám, và mình sẽ thêm một cái màu xám nữa để nó đỡ bị lệch màu hơn so với cái bộ outfit đấy của mình. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái bộ outfit mà liên quan đến quần dài. Thì ở đây mình sẽ mặc một chiếc quần Kangol Pant của Daisy Clothing. Thì cái quần này mình đã từng làm một cái video unboxing riêng về nó, và các bạn có thể bấm vào phần chữ ở bên cạnh để có thể xem video này của mình. Cái màu camo này thì nó khá là lạ, cho nên là mình sẽ mặc nó. Thì mình sẽ mặc thêm một cái áo oversized tee bình thường này, và mình sẽ khoác ở ngoài thêm đó chính là một chiếc áo flannel màu đỏ này. Và vì cái flannel này mình đã mua ở H&M và mình cũng hơi ít mặc nó, cho nên là mình sẽ sử dụng nó để mình có thể khoác vào bên ngoài như này. Và các bạn có thể nhìn thấy là nó cũng khá là đẹp và nổi bật. Thì tiếp đó mình sẽ đi một cái đôi giày, đó chính là đôi Vans Style 36, là đôi Converse và CDG ấy. Đó chính là cái đôi Converse trái tim. Thì cái đôi Converse trái tim đấy mình lại để ở dưới nhà, cho nên là mình hơi lười lấy xuống một chút và mong các bạn thông cảm nó. Và cái outfit cuối cùng của cái video này, nó sẽ là một cái outfit mà nó chỉ có màu xám và màu đen. Cái outfit này thì mình thấy khá là thích, bởi vì là cái outfit này các bạn mặc vào thì các bạn chỉnh ảnh cực kỳ dễ luôn, bởi vì là nó không hề có một màu sắc như là một màu xanh hay màu đỏ ở trên cái outfit của các bạn, mà các bạn chỉ cần chỉnh ảnh rất là dễ. Và ở đây thì mình sẽ mặc một chiếc áo Drop 2T của Minimal. Thì đây sẽ là một cái áo mà mình đã từng làm hẳn một cái video unbox riêng rồi, và các bạn có thể click vào phần chữ Y để xem luôn nhá. Thì đây sẽ là một cái áo oversize tee bình thường, và nó có một cái màu xám. Về cái màu xám này, nó là một cái màu xám kiểu như là một cái màu xám của cà tàn thuốc lá. Và nó mặc lên thì form thực sự lên rất là đẹp và nó khá là mát. Và như mình đã nói là ở cái outfit này mình sẽ mặc màu xám với cả màu đen. Và chính vậy cho nên là mình sẽ mặc một chiếc quần màu xám của Minimal mà mình cũng đã làm hẳn video unbox riêng giống như cái áo minimal kia. Và đây sẽ là một cái quần minimal có hai cái nip blowout ở hai cái đầu gối này, và có phần zipper ở phía dưới. Ngoài ra mình còn thêm một cái món phụ kiện nữa, đó chính là một cái lanyard này. Thì cái lanyard này mình không dùng để buộc vào cổ nữa, và mình sẽ dùng cái lanyard này để mình móc vào cái đĩa của quần này. Và đỉnh quần của các bạn sẽ tạo ra một cái điểm nhấn như một cái dây. Và quần khi mà đeo cái lanyard vào thì nhìn nó khá là đẹp. Và một cái điều mà mình khá là thích ở cái outfit này nữa, đó chính là các bạn mặc vào thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ rất là cao, cực kỳ cao luôn, bởi vì là nó đồng màu, không hề bị chia khúc màu bởi những cái thân của các bạn. Và cuối cùng thì mình sẽ đi một cái đôi giày mà mình nghĩ là nó khá là phổ thông và mình đã từng đi rất là nhiều. Đó chính là đôi Balenciaga Smith Channel. Thì cái đôi này thì mình sẽ cho cái ống quần của nó qua cái phần này của cái đôi giày và đi vào thì nhìn thực sự sẽ rất là ngầu. Như vậy là mình cũng đã recommend xong cho mọi người 4 bộ outfit mà mặc vào mùa hè, và các bạn có thể dùng nó để làm mẫu và tham khảo xem là các bạn sẽ nên mặc gì vào mùa hè. Và nếu thấy hay thì các bạn nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.